Hello, tình hình là mới làm cái cây này 2 tuần nay và có nhiều bạn là inbox mình hỏi về cái cách làm cái cây này, cho nên là hôm nay sẽ tranh thủ hướng dẫn các bạn luôn, tại vì cũng lâu rồi mình không có hướng dẫn làm mót gì. Đó, đây là cái cây kiều mót, mình làm và đặt tên theo tên của chị Kiều trong Pháp TV, tại vì mình là fan của chị Kiều. Đó, và ok thì mình sẽ nói sơ qua về nguyên liệu cũng như cách làm của cái cây này. Đầu tiên để mà làm được cái cây mót này, chúng ta sẽ cần có một cái bộ Glutwin một thân 2 cấp nhỏ như này. Thì cái bộ này anh Junior có bán bên shop của ảnh với giá là 65.000 một bộ, và nếu các bạn hứng thú muốn tìm mua thì có thể kéo chuột xuống một tí, mình sẽ để link shop và Facebook của anh Junior ở dưới để các bạn có thể vào đặt hàng, và nếu thấy hay thì có thể like, share và subscribe channel để ủng hộ mình. Ngoài ra, nếu mà các bạn muốn sử dụng một cái thân trắng để thay thế thì các bạn có thể sử dụng thân IC, nhưng mà IC thì nó tương đối là nó hơi hiếm. Anh Junior có bán thân IC nhưng mà anh không bán 2 cái cáp nhỏ cho nên là nó sẽ bị thiếu nguyên liệu. Kế đó chúng ta sẽ có một cái cáp, đó là cáp CT. Đó, cái cáp này thì nếu mà các bạn mua một cái cây CT nguyên gốc luôn, tức là chưa có gắp cái gì khác vô, thì nó sẽ có một cái thân, một cái cáp nhỏ và một cái cáp lớn. Nhưng mà mình theo như mình thì mình khuyên các bạn nên mua lẻ từng cái, tại vì nếu mà các bạn mua 2 cái cây CT về thì nó sẽ bị thừa một thân. Kiểu như là các bạn chưa có dự định gì cho cái thân đó thì cũng đem đi cất thì nó sẽ bị dư ra. Và nếu các bạn muốn làm chỉ làm mỗi cái cây này thôi thì mình khuyên là tốt nhất nên mua lẻ từng cái cho nó tiện, cho nó tiết kiệm. Kế đó là chúng ta sẽ có một cái rib doctor đen. Doctor đen này thì anh Junior cũng có bán và có giá là 70.000 một cái. Nó sẽ dài tầm từng này. Cái này thì mình đã cắt mất phân nửa, mình gáp vô cái mod của mình rồi, cho nên là nó chỉ còn có bay lớn thôi để mà gọi là minh họa cho mấy bạn hiểu. Cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái tip uni. À không phải, cuối cùng còn một cái rip nữa mà mình sẽ nói sau. Đây là cái chip Unisonal thì anh Junior có bán với giá là 15.000 một cái, và cái cây Unisonal ở ngoài Fahasa bán là tầm 30.000 một cây. Và theo như mình thì các bạn nên mua một cái cây ngoài Fahasa để mà các bạn lấy cái thân này để làm gì thì một tí nữa mình sẽ nói. Cuối cùng là các bạn sẽ cần có một cái rip màu đen. Cái rip này thì mình lấy trong cái cây Thiên Long Stalit, cái cây mà có hình Doraemon các thứ, đâu 3-4 ngàn một cây. Thì các bạn chỉ cần mua một cây là đủ rồi, tại vì cái rip đen nó khá là dài và cắt ra thì cũng đủ để gắn cho 2 đầu rồi, không có cần thiết phải mua 2 cây đâu. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến cách làm của cái cây này. Đầu tiên chúng ta sẽ tháo ống mực của cây CT ra. Khi mà các bạn làm bất kỳ một cái cây mod nào, các bạn phải ưu tiên cái chuyện tháo ống mực ngay đầu tiên, đừng có để cái ống mực ở trong cái thân. Thứ nhất là nó sẽ làm cái thân bị nặng, thứ hai là nó sẽ bị chào mực gây trong quá trình các bạn quay, dẫn tới là mực nó sẽ dính ra rip và tay của bạn thì có khi là nó sẽ bị xấu cái mod đi rất là nhiều và hư luôn, không có sửa lại được. Kiểu rip màu mà các bạn dính mực vô tẩy không ra là coi như xong rồi, không có nói gì được nữa. Và sau đó các bạn sẽ tháo 2 cái cáp nhỏ CT ra như này, gắn 2 cáp lớn CT vào, giống như là khi các bạn làm Dr. KT, Dr. CT các thứ đó, nó sẽ được cái dạng này. Và chúng ta sẽ lấy cái tip uni bỏ vào cái cáp này, bỏ vào cái cáp nhỏ CT đó. Cái thân này thì có tác dụng gì? Khi mà các bạn gắn cái tip vào đây một thời gian, các bạn muốn tháo ra để mà các bạn làm cái mod khác thì các bạn sẽ không có được phép là dùng đồ nại các thứ, tại vì khi đó các bạn sẽ làm cho cái cáp này bị mớp nứt các thứ, thì nó lấy ra coi như là cũng uổng công vô ích, cũng nát bét hết, có khi có lấy không được cái tiếp ra luôn. Thì cái thân này nó sẽ có tác dụng là các bạn sẽ dặn vào trong cái tiếp này và giật cái tiếp ra một cách dễ dàng mà không có cần thiết phải nại các thứ linh tinh gì đó. Thì chúng ta sẽ đẩy cái chip này vào sâu bên trong cái cáp này, và sau đó chúng ta sẽ dặn cái cục này lên trên cái đầu này đó, chúng ta sẽ dặn dính lên trên luôn đó, dặn dính trên đây luôn. Thì khi đó chúng ta sẽ được cái dạng này đó, được cái dạng này. Ở đây thì mình chưa có dặn lại cho nên là nó sẽ hơi lỏng, nhưng mà nếu các bạn dặn vài vòng thì nó sẽ dính rất là chặt đó, nó sẽ có dạng như này. Kế đó chúng ta sẽ dùng rip của cây Thiên Long Stalit, chúng ta sẽ gắn lên đây, gắn lên đây nó sẽ sát cái mép này luôn và cắt tầm 0,5 cm thì nó sẽ tới đây, từ đây tới đây nó sẽ được cái dạng này đó. Và cuối cùng chúng ta sẽ chồng rib doctor lên thì nó sẽ được như là cái cây của mình. Chồng rib doctor lên, ở đây mình dùng doctor là cái phần đầu nó có ngấn dư ra như này thì nhìn nó sẽ đẹp hơn là cái phần này. Doctor thì 2 đầu nó không có giống nhau, cái phần này thì nó tương đối là nó hơi tù
Còn cái phần này thì nó có cái ngấn dư ra nhìn nó rất là chất, rất là dân chơi. Đó, thì nó sẽ được cái cây mod này. Và tương tự với cái đầu còn lại, chúng ta sẽ có được cái cây kiều mod của mình. Đó. Đó, cái cây này thì mình thấy rất là vừa tay và mình thích cái cây này hơn là Doctor KT. Doctor KT thì nó tương đối là nó nặng tại vì nó dùng tiếp Doctor. Mà cái cây này thì dùng tiếp Uni cho nên là nó rất là vừa tay và nó cân. Rất là bám thân thân CT thì theo như mình thấy là nó bám hơn cái thân AC này. Đó, nó bám hơn một tí. Thực ra nó không có quá khác biệt nhưng mà nó tương đối là nó hơi hơi đã hơn một tí thôi chứ nó không có khác quá nhiều. Và nếu các bạn sử dụng thân AC thì nó cũng mang lại cái cảm giác nó không phải là tệ đâu. Cho nên là cứ yên tâm mà sử dụng thay đổi hai cái thân này cho nhau. Và ok, clip hướng dẫn đến đây là kết thúc và nếu thấy hay có thể like, share và subscribe channel của mình để mà có thể theo dõi những cái bài giảng tiếp theo của mình. Ok, bye. Cảm ơn các bạn đã xem.